Chào tất cả anh em, mời anh em cùng xem một hình cơ thể chọn lọc. Với hình cơ này, bên đỏ còn pháo, chốt và mã. Nhưng bên xanh rất là mạnh, xe, chốt, mã và thêm một chút dứ nữa. Mình chỉ tượng luôn. Với hình cơ này đổ được đi tiên. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào từ chi tiết. Nếu mà quan sát đầu tiên á, pháo chúng chiếu. Đến đây, xanh chỉ chống tượng lên. Thì đỏ không làm gì được. Chắc chắn là sẽ thua xanh thôi, tạo ra hình cờ. Đứng đi không chính xác rồi. Bây giờ ta sẽ dùng đi khác. Pháo qua để bắt mã và dò sắc cục. Ngay lúc này á, bên xanh quan sát là sẽ lên tượng. Pháo đỏ xuống chiếu thì tượng quay về. Mã xuống á thì xe quay trở về với ngựa. Đổ quyết định ăn pháo về mã. Thì xe xanh chỉ việc về bắt pháo. Buộc pháo phải vô cho vào mã giữ. Thì xe chiếu. Nếu chống sĩ hoặc ra tướng thì chốt vô. Đến đây nhấc xe chắc dạng rồi. Chắc chắn là đỏ sẽ thua thôi. Ta quay lên hình cơ. Giả xét biến đi khác của đỏ. Bây giờ chốt mình vô thì sao? Để pháo xuống chắc cục. Ngược lại, đến lượt bên xanh đi. Thì xanh có những nước đi sau. Xe về ăn chốt là biến một. Hoặc là xe bình ra đuổi pháo. Bây giờ ta xét trước. Biến xe về ăn chốt. Đến đây, pháo đỏ chúng chiếu. Buộc xe xanh về cạn. Và tiếp tục là mã tấn xuống để quay về tìm đường sắc cục. Đây mã phải về thủ thôi. Mã quay về dội sắc cục. Tiếp tục mã quay về để hồng cản chân mã đỏ. Mã đỏ xuống chiếu thì mã xanh về cản. Đến đây quan sát một lúc á thì mã đỏ lui về để tìm được sắc cục. Thì mã xanh lên, mã chiếu thì mã cản. Đến đây là một sai lầm ngay nước này, là ta quay lại ngay giai đoạn trước. Mã quay về là đứt đường là không được. Thì đến đây đứt đường hay pháo quay về, xe mã được bị cứng nè, xong sĩ và tướng cũng xong luôn. Đến đây chỉ còn hai chốc đi thôi. Chốt bình vô, pháo bình qua, sắc cục quá rõ ràng. Biến mộc này đỏ thắng. Ta qua là hình cờ. Chốt bình vô, xe ăn về, biến mộc đã giải quyết xong. Giờ thì chắc biến hai của xanh, đó là xe qua dí pháo. Cách một á thì pháo bình sát qua luôn để dội sát cục và bắt mã. Đến đây á, một đường duy nhất của bên xanh là dùng xe bình qua để quay về cản pháo. Pháo xuống chiếu, buộc xe quay về. Đến đây mã tấn xuống đang giữ pháo và đuổi xe luôn. Trong trường hợp này bên xanh có những nước đi như sau. Trường hợp thứ nhất á là qua. Trường hợp thứ hai ăn luôn pháo, bỏ xe. Còn trường hợp thứ ba đó, bỏ xe luôn và dùng mã quay về. Ta xét từng chi tiết. Chi tiết thứ nhất, xe bình ra. Đến đây, mã quay về và đường dội sắc cục. Đến lúc này, buộc mã quay về cản đường sắc cục. Thì mã đỏ bình qua. Ngay lúc này, bên xanh có đi ăn pháo hoặc là mã quay về thì cũng không tránh được sắc cục của đỏ. Chốt ăn dầu chiếu
tức là đan, mã chiếu và chốt chiếu. Một bên đồ phải ra tướng thôi, sĩ ăn lên cũng không được, tướng ăn lên người mặt tướng, tướng phải ra. Mã qua chiếu sát cục, biến 1.1, đỏ thắng, ta qua lên hình cờ. Biến 1 xe mình ra là đã xong rồi, đúng chưa? Bây giờ ta sẽ biến 2, đó là xe ăn pháo luôn. Ta quan sát, bên đỏ có những sai lầm như sau. Chẳng hạn như tham, ăn xuống xe để về quầy dò sát cục. Ngay lúc này á, mã quay về cản nước sát cục của mã đỏ. Mã quay về tìm đường dò sát cục, nhưng mã quay về cái là xong, không làm gì được. Đó là nước đi sai lầm của bên đỏ. Ta quay lại, vẫn là xe ăn vô pháo, mã ăn vô thì đã sai lầm rồi, của đỏ rồi. Bây giờ cái nước rất hay là mã quay về dò sát cục. Đến đây á, bên xanh lên xe giữ cũng được, mà vô xe giữ cũng được, hoặc là mã về giữ cũng được. Các nước đi này cũng như nhau à, cũng đều bị vô ngay nước của đỏ là mã tấn xuống. Xe lên giữ thì chốt ăn chiêu, chiêu mã nè, chiêu chốt tấn ra thì mã cũng sát cục. Ta quay lên hình cờ, nước đi của bên xanh là 1-2 đã xong rồi. Bây giờ nước thứ ba là mã quay về. Ngay lúc này ta chắc sẽ làm của đỏ, nếu mà mã quay về để tìm đường sát cục. Ngay lúc này mã quay về cũng được, nhưng bên xanh lựa chọn tượng chống lên cũng được. Nếu mà mã xuống thì tượng quay về giữ mặt tướng. Đến đây bên đỏ không làm gì được, đó là nước đi sai lầm. Ta quay lại, nước đi chính xác của đỏ đó là phải ăn xuống xe. Và lúc này mã quay ra thì cắt đường thì đều sát cục, buộc mã về cản. Quan sát một lúc, có một nước đi rất là hay, đó là chốt ăn vô chiếu tướng, xỉu lên không được, tướng lên không được, buộc phải ra tướng. Đến đây pháo ăn vô sĩ, những gờ này rõ ràng hơi lâu nhưng mà chắc chắn là đỏ sẽ thắng. Kết thúc cách 1. Bây giờ ta quay lại toàn bộ hình cờ này. Ta sẽ sử dụng cách 2 nhanh hơn, chốt dẫn bình vô. Ta xét cái biến 2 là xe bình ra đuổi pháo. Bây giờ xét cách 2 của bên đỏ là pháo bình ra và đỏ sát cục. Xe xanh qua giữ, pháo xuống chiếu, xe xanh về cản. Đến đây đỏ phi mã xuống. Ta quan sát bên xanh á thì cách biến đi như sau. Thứ nhất á là sang pháo luôn, thứ hai là mã quay về. Bây giờ ta xét sang pháo thì mã quay về và dò sát cục. Ở đây mã quay về hoặc là xe vô hoặc lên giữ cũng đi như nhau nha Nam, cũng vẫn là nước đi như biến trước thì mã dẫn xuống. Đến đây xanh thua chắc rồi, lên đuổi mã không kịp, chốt ăn chiếu tướng, mã chiếu chốt chiếu, buộc tướng phải ra và mã chiếu sát cục. Cái biến 1 này của cách 2 này đỏ thắng. Ta quay lại, đây là ngay giai đoạn mà xe ăn pháo thì đã quyết xong rồi. Bây giờ nước thứ hai là mã quay về, tiếp tục mã ăn xe, thoát mã ra là sát cục, buộc mã quay về cản.
Thế này nó đi rất là hay. Mau lui về, có nước là cho ăn vô. Sĩ, ta lại xét tiếp binh xanh, coi như nước đi như sau. Nếu mà trong trường hợp thứ nhất á, xanh lơ là, mình chốc vô, thì chốc ăn sẽ chiếu. Trong trường hợp này ta sẽ thấy, nếu mà tưởng ra thì chốc qua chiếu, chốc chiếu là nhờ pháo, tưởng vô không được thì mặc tướng. Còn trường hợp mà sẽ ăn lên thì pháo xuống chiếu, pháo hạ chiếu, sĩ về không được. Tất nhiên là đội ta thắng. Ta quay lại. Bây giờ ta sẽ xét biến mã, quay trở về để Hồng về cản mã không cho chiếu. Đến đây mã đỏ quay trở về, có nước là pháo vào sát cục và pháo đang bắt mã luôn. Đường đi duy nhất của là phải quay mã về cản sát cục thì pháo xuống chiếu, buộc mã quay về cản. Ta thấy rõ ràng mã đỏ ăn xuống và mã đỏ thoát ra, tất nhiên là đỏ thắng. Ta quay lên cờ, ta xem nước đi của mã là tấn lên vô cung. Để Hồng chống sĩ lên, thoát tướng ra thì mã đỏ quay về và pháo đang vào sát cục. Bên xanh á quyết định sẽ là chống sĩ lên, để Hồng chống sĩ thoát tướng. Ở đây pháo xuống chiếu, tướng lên không được, chỉ có chống sĩ lên thôi. Thì mã xuống, pháo chiếu, buộc sĩ về. Đến đây mã ăn về, sĩ chiếu tướng, pháo chiếu, mã chiếu, bị lưỡng. Cách hai này đổ thắng lẹ. Những cái được kết thúc. Chúc tất cả anh em xem cờ vui vẻ.